Qsmart hân hạnh đồng hành cùng NH Media. Sửa chữa thiết bị di động, hãy đến với Qsmart. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Mình là Cám Lợn và mình vẫn ăn hại như mọi khi. Hôm nay lý do mình mặc áo sơ mi và lại áo là màu đỏ bởi vì mình chỉ cầm trên tay chiếc Redmi Note 7 của Xiaomi cũng có màu đỏ, kiểu dạng hồng hồng. Đấy, khá là giống cái màu áo mình đúng không các bạn? Đấy, gọi là matchy các thứ luôn. Thì đây là chiếc Redmi Note 7, là chiếc điện thoại đầu tay của dòng Redmi sau khi tách ra hoạt động độc lập khỏi Xiaomi. Và ngay lập tức chiếc điện thoại này đã gây tiếng vang lớn với một cấu hình tốt, thiết kế đẹp, camera lên đến 48 megapixel và khá nhiều điểm mạnh khác. Và đây chính là chiếc máy đó đã đặt trên tay mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chém gió và chia sẻ thêm về chiếc Redmi Note 7 này. Chiếc Redmi Note 7 này thì mình mượn ở Hòa Mobile. Rất cảm ơn anh em Hòa Mobile đã support kênh giúp heo mượn sản phẩm này tương đối là sớm để review cho mọi người. Thì nếu mọi người xem xong video muốn mua thì link của Hòa Mobile dưới phần mô tả video. Đến đó nhớ bảo mọi người là giúp heo giới thiệu đến nhá. Ban đầu khi mới nghe được cái thông tin về chiếc Redmi Note 7 này thì cảm nhận của mình đó là chiếc máy này nó có sự gì đó giống với chiếc Mi 8 Lite, từ cái thiết kế, cấu hình đến cái mức giá bán. Nhưng khi cầm trên tay thì cái máy này đã cho mình một cảm nhận nó khá là khác lạ, và phần lớn đó là về thiết kế. Cầm chiếc máy trong tay nó lại cảm giác tương đối là cứng cáp và chắc chắn, nhưng mà mình cảm thấy nó có gì đó nó kém sang khi mà so với chiếc Mi 8 Lite. Mặc dù vẫn sử dụng thiết kế hai mặt kính như chiếc Mi 8 Lite, thậm chí còn đều là kính khỉ đột 5 cao cấp, nhưng thay vì khung kim loại thì chiếc Redmi Note 7 này chỉ sử dụng khung bằng nhựa mà thôi. Đồng thời độ hoàn thiện cũng chưa tốt khi cái phần màn hình nó lại hơi nhô lên khỏi khung máy. Nhưng đó chỉ là phần bên ngoài thôi. Thiết kế ở bên trong mới là phần quan trọng. Chiếc máy này thì khả năng kháng lại nước và bụi ở mức nhẹ nhàng như kiểu nước mưa, bụi đường phố thôi. Đó là lý do tại sao mà Redmi gọi nó là Splash Resistant chứ không có chỉ số IP cụ thể nào cả. Thật sự thì khá là khó cho mình để mà kiểm chứng được khả năng chống nước này của hãng Redmi. Đấy, nếu không gọi là Xiaomi đã gọi là hãng Redmi. Nhưng mà như gì chúng ta biết thì các bạn có thể cầm cái máy đi ra trời mưa một cách thoải mái trên cái điện thoại, hoặc là đơn giản là có rơi xuống bãi cát ở bãi biển nhưng không sợ chết. Bởi vì là theo như sản xuất thì rất nhiều cái chỗ hở của máy ra đều được đóng khá là kín rồi. Mặc dù chắc kiểu để tiết kiệm chi phí nên chưa đi xét nghiệm cái chỉ số IP cho nó xịn sò. Tiếp theo chúng ta sẽ nói thêm về màn hình. Chúng ta có đây là một tấm nền 6.3 inch, độ phân giải Full HD cộng với tỷ lệ tương đối dài là 19:5:9. Với chất lượng có vẻ cũng không thay đổi mấy khi mà so với các thế hệ trước của Xiaomi. Màu sắc, độ sáng đều ok trong tầm giá của nó. Cái điểm khác biệt so với chiếc Mi 8 Lite hay các thế hệ Redmi trước đó chính là phần tay thỏ giọt nước, giúp tối ưu chúng ta cái diện tích hiển thị nó nhiều hơn. Và đối với một người không thích tay thỏ như mình thì mình thấy cái phần mặt trước trông nó cũng thẩm mỹ rất là nhiều, bởi vì nó chỉ lòi xuống cái camera nhỏ xíu thôi, chứ còn không như kiểu Apple hay là Google Pixel 3 cả cái bể bơi ở trước luôn, nó rất là chiếu mắt. Một camera nhỏ nhỏ như vậy thì cũng không sao, mình hoàn toàn ok sống được chung với cái kiểu này. Và có lẽ rằng trend bây giờ là phải có cái gì đó nó lòi vào màn hình rồi, thế nên có lẽ các bạn cũng sẽ ok thôi, giống như mình thôi. Bên trong cái phần giọt nước này chúng ta sẽ chỉ có camera 13 megapixel như mình vừa nói thôi, chứ các bạn sẽ không có cảm biến ánh sáng hay cảm biến tiệm cận. Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận mặc dù vẫn có nhưng mà được giấu ở trên sát cái viền cạnh như này. Chính vì thế nên các bạn nhìn thấy là cái cạnh chế nó không được mỏng như nhiều điện thoại màn hình tràn viền khác. Về cấu hình phần cứng thì sao? Cơ bản là nó giống với chiếc Mi 8 Lite, cùng sử dụng con chip là Snapdragon 660, RAM từ 3 lên 4GB tùy phiên bản và bộ nhớ trong từ 32 lên 128GB. Nhưng về pin thì dòng máy Redmi từ trước đến giờ nó đều thời lượng pin tốt hơn khi mà so với dòng Mi. Khi mà trong máy này có pin lên đến 4.000 mAh cùng với khả năng sạc nhanh Quick Charge 4.0. Đúng vậy, mình nhắc lại là Quick Charge 4.0. Có một lưu ý là cục sạc đi kèm thì nó lại không phải là sạc nhanh. Có lẽ là để cắt giảm chi phí, chỉ cục sạc 5V 2A mà thôi. Do vậy các bạn muốn sử dụng Quick Charge thì phải mua thêm cục sạc ở bên ngoài. Ngoài điểm mạnh về pin ra ấy, thì chiếc Redmi Note 7 này cũng được trang bị đầy đủ các thứ hữu dụng khác. Ví dụ như cổng USB Type-C này, nhận diện vân tai này, mở khóa khuôn mặt này, có jack tai nghe 3.5mm này, có radio FM này, có cổng hồng ngoại để điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà mà Mi 8 Lite không có. Còn về hiệu năng thì máy cho trải nghiệm giao diện tốt, mượt mà. Có lẽ do đây là bản demo hoặc do ROM ban đầu nó chưa tối ưu, thế nên là cái việc giao diện nó mượt mà nó lại không giống với cả game. Khi nào mình có trên tay cái phiên bản thương mại, bản chính hãng ấy, thì mình sẽ chia sẻ thêm hiệu năng của chiếc máy này. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm thời hoãn lại cái đánh giá của mình về khả năng chơi game. Còn về camera thì sao? Hy vọng camera không phải demo nốt. Có lẽ nói rằng đây là điểm ấn tượng nước trên chiếc máy này cũng không sai. Đây là camera có cảm biến lên đến 48 megapixel, khiến chiếc điện thoại này trở thành một trong chiếc điện thoại cực kỳ hot để bàn tán những ngày gần đây, và cũng có khá nhiều bài viết phân tích về thực hư khả năng chụp ảnh 48 megapixel trên chiếc máy này. Vậy thực chất camera này có tốt như mong đợi của nhiều người?
Câu trả lời của mình là không hẳn. Tại sao như vậy? Mình xin phân tích một chút. Về cơ bản, con chip Snapdragon 660 nó không hỗ trợ chụp ảnh trực tiếp 48 megapixel. Còn camera 48 megapixel trên chiếc Redmi Note 7 thực chất lại sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL GM1 với kích thước khá lớn là 1/2 inch. Kích thước điểm ảnh là 0.8 micron và sử dụng công nghệ ghép 4 điểm ảnh là 1 điểm. Do vậy thì nếu chính xác mà nói, chiếc máy này sẽ là một cảm biến 12 megapixel với kích thước điểm ảnh lớn là 1.6 micron cho khả năng chụp thu sáng tốt hơn trong điều kiện ban đêm. Khi chụp bằng chế độ 48 megapixel trên chiếc Redmi Note 7 này thì máy sẽ dùng thuật toán để xử lý, rồi sau đó mới cho ra được ảnh 48 megapixel, chứ không phải là ảnh gốc chụp thẳng từ cảm biến ra. Khi so sánh hai bức ảnh trong điều kiện đủ sáng như bức ảnh này, các bạn phải zoom rất lớn ảnh 48 megapixel mới cho thấy chi tiết tốt hơn và sắc nét hơn. Nhưng khi chụp tối ngược lại, có vẻ như khi zoom lớn cũng không có gì khác biệt. Thậm chí lượng chi tiết và màu sắc trên cái ảnh 12 megapixel nó còn tốt hơn đôi chút khi mà so với ảnh 48 megapixel. Đó, camera 48 chấm, nó chỉ có như vậy thôi. Ngoài ra thì camera sau các bạn có thêm một camera phụ nữa 5 megapixel hỗ trợ tách chủ thể để xóa phông. Cả camera trước và sau thì đều hỗ trợ các cái tính năng AI như kiểu là nhận diện khung cảnh và làm đẹp tự động. Kết luận lại thì chiếc Redmi Note 7 này chắc chắn là một sự lựa chọn tốt trong phân khúc tầm trung của nó. Chúng ta có thiết kế đẹp, cảm giác cầm trong tay chắc chắn, có cấu hình đủ dùng và có thể nói là rất hấp dẫn trong tầm giá của nó. Có thời lượng pin tốt và khả năng kháng nước nhẹ khi các bạn đi ngoài trời mưa cũng rất là thoải mái để nghe máy. Thì thực sự mà nói, chỉ có một điểm khiến mình băn khoăn, đó là liệu camera của chiếc máy này nó còn tốt hơn nữa hay không. Nhưng mà nói như vậy thôi, cũng không phải là mình chê gì cả. Thực sự camera nó rất là ổn cho cái mức giá của chiếc máy này rồi. Thế nên rằng suy cho cùng, nếu các bạn đang cần tìm kiếm một chiếc smartphone để sử dụng cho năm 2019 mà mức giá tầm trung, thì chiếc Redmi Note 7 này sẽ là lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Và đó là video đánh giá về chiếc Redmi Note 7, hy vọng mọi người thấy hữu ích. Và nếu muốn mua thì sẽ đặt link của Hàng Mobile trong mô tả video, chính là nơi mình mượn chiếc máy này. Các bạn đến đó mua thì đảm bảo tha hồ các loại khuyến mãi khác nhau. Anh em thì nhớ tham khảo link phần mô tả video. Và nếu thấy video thú vị, nhớ lại một like và subscribe, cũng như là follow mình trên Instagram, Facebook các thứ để chém gió, hoặc tham gia group cộng đồng số trên Facebook để hỏi đáp, trả lời về công nghệ rất là vui vẻ. Còn bây giờ thì chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.